Trời ơi là trời, mấy bạn ơi. Mấy bạn hãy nhìn kìa, phía trước mặt chúng ta chính là một con sói đen quay cuồng trong mơ hồ. Mấy bạn ơi, trời ơi trời. Anh rồi ơi. Đúng rồi, mấy bạn ơi, mấy bạn có nhận ra con sói này là ai không? Ôi mọi người ơi, đây chính là anh Siro bị hóa thành con sói ấy, mấy bạn ơi. Nếu những bạn nào mà đã xem tập trước của Tứ Trụ Diệt Quỷ rồi thì chắc mấy bạn cũng biết rằng là anh Siro đã ăn nhầm một cái quả trứng của một con quái vật nào đó và đã khiến cho anh Rô bị gọi là biến thành gọi là con sói như thế này luôn. Trời ơi trời, đáng sợ quá. Nhưng mà bây giờ bọn mình không biết cách nào để có thể giúp cho anh Rô trở lại thành người hết. Các bạn có ý kiến gì không thì nhớ comment lại cho mình biết ngay bây giờ để mình tìm cách là giúp cho Rô trở lại thành người nha. Trời ơi Dịch ơi, anh có cách nào giúp cho Rô có thể trở lại thành người được không Dịch? À, trời ơi, giờ cái trường hợp này nó khó quá trời đất luôn. Ê, hay là bây giờ mình thử như mọi lần đi. Cái gì không ra thì bây giờ mình cầm cái búa nào, mình ra mình gõ vô cái đầu nó, chứ khi nào nó ngất gì thôi chắc là nó tự khỏi á. Trời ơi, tào lao. Không có được, anh làm vậy anh Rô bị thương sao, tội ảnh lắm. Đúng rồi, với lại em nói anh nghe nè, em nói anh nghe nè, lúc mà chúng ta gặp quái vật á, chúng ta còn dùng búa chúng ta quýnh nó được. Còn bây giờ quái vật hiện tại trước mặt chúng ta chính là anh Siro. Lỡ đâu mình quýnh ảnh cái ảnh chết luôn rồi sao, đúng không Sim? Đúng rồi, lỡ ổng chết sao, ai chịu mạng cho ổng. Đúng rồi, thôi bây giờ như thế này đi, để em nghĩ rằng là Siro biến thành sói, nhưng mà trong người con sói đó vẫn còn linh hồn của Siro. Em nghĩ rằng là Siro sẽ vẫn hiểu chúng ta sẽ nói gì, cho nên bây giờ em sẽ lại gần đó, em sẽ nói chuyện với Siro, mong rằng là Siro sẽ cải tạo quy chánh. Mọi người thấy sao? Chắc giờ em kính qua rồi, em nói chuyện với ma sói luôn hả? Đúng rồi, coi em nè. Gì chứ đơn giản. Cái gì mà gâu gâu ẳng ẳng, em nói chuyện người bình thường chứ gì mà gâu gâu ẳng ẳng trời. Hello anh Siro. Rồi nhìn em nè. Mày cười cái gì mới tao kìa. Trời ơi, nhận ra em không? Hôm bữa bọn mình mới đi ăn thịt nướng chung với nhau á, bọn mình còn đi ăn kichi nè, mua thêm đùi gà KFC ăn chung với nhau buổi offline, anh nhớ em không? Ai cái gì vậy? Chết tôi ơi. Mày phải uống nước của loài chó nào. Ai cho mày ra đi. Trời ơi. Ai à, rồi xong. Trên đồ rồi xong với phòng chết rồi Sim ơi. Phòng chết rồi. Chạy. Chạy anh em ơi, chạy. Có ông Rô không còn cách nào để giúp trở thành người đâu. Chạy. Trời nguy hiểm quá. Trời ơi là trời. May quá. Trời ơi, cuối cùng thì bọn mình cũng leo lên được trên cái ga Minh Hào rồi bạn ơi. Bọn mình mà ở bên dưới một phút nữa là ổng bắt bọn mình, ổng bỏ miệng ổng ăn luôn á trời. Sợ muốn chết luôn á. Trời sao giờ? Trời ơi, trời. Bây giờ cái con sói này nó lì đòn quá. Bây giờ anh nói rồi không nghe lời anh đi. Anh là người gọi là chiến binh sống 1000 năm, em có kinh nghiệm mà. Lấy cái búa này đập vô cái đầu nó là không giải quyết được hết à. Trời ơi, nhưng mà tại vì em sợ là làm như vậy là ổng sẽ bị thương. Nhưng mà thôi, bây giờ dịch là trưởng team mà, dịch muốn làm gì dịch làm. Xử lý ổng đi anh. Bây giờ nè, hãy để anh thử thể hiện sức mạnh của loại dịch để anh trừng trị con sói cho em xem. Cố lên dịch ơi, cố lên dịch ơi. Ủa mình không thấy ông dịch luôn. Rồi cho xong chết luôn. Ai chạy rồi xong. Anh nhìn sao đi xong rồi dịch chết luôn. Trời ơi, chạy đi dịch ơi, chạy đi, nhanh lên chạy đi. Trời ơi, phong xin lỗi con sói rồi anh đánh không lại. Trời ơi trời, anh nhào xuống anh quýnh người ta đã xong anh đòi xin lỗi người ta. Trời ơi trời, mấy bạn ơi, ông Rô ông khỏe quá à. Ngay cả dịch mà còn quýnh không lại ổng nữa. Trời ơi trời, ông dịch là ổng là người có cây búa mạnh nhất trong team mình á. Cây búa của ổng là nặng mấy trăm tấn rồi đó, mà còn quýnh không lại con sói này nữa. Nguy hiểm dữ vậy ta. Trời ơi dịch ơi, em nói thiệt luôn nha, dịch gì đâu mà gọi là thấy mặc áo giáp hiệp sĩ rồi cầm kiếm cầm gọi là búa các kiểu mà sao yếu xìu vậy anh. Trời đất ơi trời ơi, em hồi bảy em đi học cô giáo không vậy. Em là kích thước cơ thể của anh, em nhìn nè, anh có một thiếu nè, mà con kia nó bự vậy sao không muốn lại. Trời ơi. Đúng rồi ha, tính ra là ông Siro ổng mạnh là bởi vì là ổng siêu to khổng lồ các bạn ơi, còn dịch thì ốm nhơ ốm nhách nè, cho nên là dịch đi không lại ổng. Hả gì? Hình như con sói nó to hơn lúc trước thì phải. Đúng rồi, nó mới kiếm cái gì ở trong nhà Timmy, nó ăn rồi nó mập Timmy à. Trời. Anh ơi, hình như là trong nhà Timmy nó có thêm cái gì vậy, sao mà con sói nó ăn vô sao nó bự thêm vậy? Trời sao ơi. Nó bự lên gấp đôi luôn. Trời, nó bự gấp đôi luôn rồi. Một cái đồ anh dịch nó nát luôn mọi người ơi. Trời ơi, dịch ơi, bây giờ vậy giờ làm sao đây? Giờ ba đứa mình nhiều khi còn quýnh không lại nữa. Cái nước này anh nghĩ là anh sẽ phải sử dụng chiêu năng lực của mình. Em quên mất anh là một người có thể cường hóa bản thân để trở thành vĩ đại. Đúng rồi mấy bạn ơi, mình quên mất anh
anh Dịch là người có thể biến cơ thể của anh Dịch trở thành khổng lồ mà. Trời ơi, đúng rồi, quên mất Dịch ơi. Vậy thì bây giờ anh hãy biến thành khổng lồ, sau đó anh nhào vô quýnh cái con sói đi anh. À được rồi, bây giờ mọi người hãy nhìn đây, tất cả các bạn cùng với cả Mel Timmy và Phong Cận hãy nhìn Mr. Dịch nhảy xuống chiến đấu với con sói này bằng sức mạnh đặc biệt của mình. Hây cha, ui biến to. Wow, Dịch đã biến to rồi nè. Quýnh nó đi anh, quýnh nó. Trời ơi, Sim ơi, nó còn đưa cái miệng của nó vô trong cái cửa đó kìa Sim. Trời ơi, sợ vậy. Ê, đừng nói là nó mạnh hơn lúc trước nha, sao giờ nó ghê vậy. Ừ, đúng rồi. Trời, ông Dịch nó quay về kìa. Dịch ơi, tại sao anh biến thành siêu to mà anh vẫn quýt không lại nó vậy anh? Sao em có thể sử dụng phương án khác ngoài việc mang anh ra làm chuột bạch được không? Anh chết hai lần rồi. Trời ơi, trời. Sim ơi, hồi nãy mình thấy ổng còn nhỏ nhỏ, còn bây giờ ổng biến to gấp đôi hồi nãy rồi, cho nên bây giờ Dịch cứ to lên thì Dịch cũng không quýnh lại ổng nữa. Trời, chết rồi, giờ sao đây? Trời, mọi người ra coi kìa, ổng to bằng cái ngôi nhà của Timmy luôn rồi đó trời. Nghe tin vui không? Không, hình như nó bừa luôn cái gì trong nhà Timmy, nó ăn vô nó to thêm á. Ê, đúng rồi, hình như là em nghĩ rằng là có một cái vũ khí bí mật gì đó trong nhà của Timmy. Khi mà chúng ta ăn ở đó vô, chúng ta sẽ biến to lên được, phải không ta? Nghi lắm Dịch ơi. Tức là quả kẹo này chúng ta sẽ có cách để cứu được Siro. Thằng nào to hơn thằng đấy thắng. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ thế này đi, bọn mình làm sao mà chạy qua nhà của Timmy để kiếm vũ khí được. Trời ơi, thế mà em cũng không nghĩ ra nữa. Bây giờ là mình có một phương án bá đạo hơn nè. Bây giờ nó bự hơn mình đúng không? Đúng rồi. Anh biến to lên anh cũng không bự bằng nó luôn. Nhưng mà nếu như một mình anh biến to thì không bằng. Nhưng mà ba thằng biến to là mình chơi lại, ba đánh một không chột cũng khỏe. Gì? Ba đánh một á? Có nghĩa là anh có thể biến cho em với Simmy to to được luôn hả? Xin giới thiệu với em, trong suốt thời gian vừa qua, từ ngày chúng ta thành lập ra gọi là tứ trụ diệt quỷ, thì sau đó anh đã không ngừng tập luyện và anh đã luyện lên một bí kíp thành công, đó là cây búa này của anh. Không chỉ biến to một mình anh mà có thể biến to được tất cả mọi người luôn. Wow, ghê vậy. Vậy là bây giờ anh Dịch không chỉ có thể biến to một mình anh Dịch mà có thể biến to được cả mình và Simmy to lên thành khổng lồ luôn. Trời ơi, vậy là chết ông Rô rồi. Người ta thường nói rằng là một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Đó, mong mình có thể kết hợp lại với nhau. Chúng ta đoàn kết lại với nhau, chúng ta sẽ tiêu diệt được ông Rô bạn ơi. Đấy, đoàn kết là sức mạnh, các bạn hiểu chưa? Mấy bạn nên nhớ, đoàn kết là sức mạnh. Ok, giờ đây, bây giờ bọn mình tiêu diệt ông Rô nè. Nhảy xuống. Bây giờ, mọi người nghe thôi là bây giờ mình chúng mình đứng đúng rồi, đứng tập giác. Nhìn vô mặt nhau. Đó. Okay. Và bây giờ anh sẽ đọc một câu thần chú cổ đại nè. Và sau đó mình sẽ biến to và sẽ đánh con sói, nhất trí nha. Ok, rồi, bây giờ anh nhìn đây. Siêu bố tạm Mr. Dịch, phiên bản biến to mọi người, thần chú cổ đại. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại vẫn là một cây. Gì vậy? Trời ơi, ba đứa mình to quá mấy bạn ơi, coi nè. Trời ơi, vậy là kỳ này chết ông Rô rồi. Anh em ơi, anh tăng coi cho chết luôn rồi. Anh em, nhào vô. Trời ơi. Cố lên, coi em nè. Chạy đồ xanh. Chết rồi, ông chết rồi. Ôi, một khoan từ, bọn mình biến nhỏ lại. À, okay. Rồi, ok, qua đây. Trời ơi, mọi người coi kìa, ông Rô nằm im luôn rồi. Ơi, rồi sao rồi? Gì anh? Sao nó lụm cây búa anh nghe vậy? Sao tự nhiên lúc ông chết cậu. À, nhiều khi ông đang quýnh lộn với anh xong ông chụp cái cây búa của anh, ông giật lại cây búa. Con nhảy, nhảy trong cái búa đi. Mấy bạn ơi, bạn coi kìa, Siro đã biến thành người rồi bạn ơi. Siro không còn là con sói nữa, trời ơi trời. Ông biến là bình thường, mà khoan, bây giờ ông biến bình thường rồi chúng ta làm gì giờ? Trời tối thì chẳng lẽ cho ông nằm ở đây. Không phải, bây giờ mình phải vô nhà đi, xong rồi mình sẽ tìm cách trị thương. Dần sau bây giờ là thoát được khỏi hình dạng của sói quỷ là may mắn lắm rồi á. Ok, bây giờ mình ẩm đem vô trong nhà Dịch đi, để cứu ổng chứ. Nhanh lên. À, trời ơi, Rô ơi là Rô ơi, tại sao anh lại ra nông nổi này? Dịch, hồi nãy anh quýnh ổng mạnh lắm hay sao mà giờ ổng nằm một đống luôn rồi nè, ổng không tỉnh lại luôn rồi nè. Trời ơi, quýnh có mạnh đâu, anh lấy cái búa anh tảng vô cái gáy cái nó nằm im rồi. Trời ơi trời, ông nghĩ sao ông cầm cây búa của ông to như vậy, mấy trăm tấn mà ông quất vô đầu người ta, nghĩ sao người ta không chết luôn. Trời ơi, em nghi là ông chết luôn rồi đó. Thôi bây giờ tìm cách phục hồi cứu chữa, sao vẫn nằm ở đây mà đây này, vẫn còn đang thở này. Trời ơi, đất ơi. Đúng rồi. Em coi ở trong sách á, người ta thường nói rằng người ta ngất xỉu thì thường phải hô hấp nhân tạo. Dịch ơi, anh hãy hô hấp nhân tạo cho Rô đi. Bỏ hết đi. Hô hấp nhân tạo cho Rô hả? Để anh đâu.
Thôi rồi, gớm quá, đi ra đi ba. Đi ra đi. Mọi người quên mất em là ai à? Em chính là pháp sư gọi là gì ta, hồi máu cho mọi người mà mọi người quên hả? À, đúng rồi ha. Simmy là pháp sư chuyên chữa bệnh mà. Quên mất, trời. Thiệt tình đó, cái này để em từ từ, để coi. Tú ổng đi Sim, trời ơi. Cũng không nặng lắm đâu, ok. Hay cha. Cái gì vậy? Ông bị cay dần đây. Sao ăn gì vậy? Ê Sim ơi, bà cho ổng ăn cái gì mà ổng vừa tỉnh dậy ổng chạy nhà vệ sinh, ổng cắm đầu vô trong cái toilet vậy? Ủa thì tôi chỉ hồi máu với cho chút công thức hơi đắng xíu mà ăn không ói luôn hả? Ủa rồi. Ôi, vô duyên, đi ra, người ta đang đi vậy, đi ra. Cái gì vậy? Ủa, một cái người mà vô duyên như thế này chỉ có thể là ông Rô thôi. Trời ơi, vậy là có nghĩa là ông Rô ông trở về bình thường rồi. Vậy là chúng ta thành công cứu Rô từ quỷ sói trở thành CEO bình thường rồi. Trời ơi, may quá trời, chúc mừng Rô nha. Quên, đóng cửa lại, quên. Trời ơi, mấy bạn ơi, vậy là anh Siro đã trở thành người bình thường rồi bạn ơi. Trời ơi, mừng quá anh em ơi, trời là trời. Hey, nói chung là nguyên ngày hôm nay anh em mình đã vất vả quá trời rồi, cuối cùng thì cũng cứu được Rô. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thích video này và thấy thích gọi là cách mà bọn mình cứu anh Rô thì các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team và tứ trụ diệt quỷ, đó chính là anh Mr. Dịch, mèo Simmy và anh Siro cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại em những video tứ trụ diệt quỷ lần sau. Bọn mình đã cứu được Rô rồi, bọn mình vui quá. Còn bây giờ thì về nhà ngủ bạn ơi, mệt quá trời, sáng giờ làm tùm lum chuyện mệt quá. Thôi tôi về nhà tôi ngủ đây. Bye bye mọi người nha. Yêu anh em vẫy nồi. Tạm biệt.